Tiếp tục cập nhật những thông tin sự kiện đang được quan tâm, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 12 năm 2023, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Một phụ nữ ở Cần Thơ khởi nghiệp thành công với các sản phẩm từ trái khế. Sòng phẳng trong tiền bạc giúp mọi thứ rõ ràng, nhưng quá sòng phẳng cũng dễ trở thành thực dụng. Vấn đề này sẽ được chúng tôi chia sẻ trong câu chuyện cuộc sống ngày hôm nay. Cháy lớn tại tiệm rửa xe ở Lào Cai thiệt hại nhiều tài sản. Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hơn 50 tỷ đồng. Đặc sắc màn trình diễn dưới nước của ông già Noel ở Viện Hải Dương Học Nha Trang. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị, chỉ còn gần 2 tháng nữa thôi là đã đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 rồi. Và các làng nghề bánh tráng tại Khánh Hòa đang hối hả tất bật hơn ngày thường, chạy máy ngày đêm để có sản phẩm cung ứng cho thị trường. Đây là dàn máy làm bánh tráng do anh Trần Đăng Hải, trú tại xã Diên Quà, huyện Diên Khánh tự chế tạo. Những ngày qua, anh Hải cùng nhân công cho máy hoạt động liên tục để kịp cung cấp bánh tráng phục vụ cho thị trường Tết. Chỉ cần cho bột vào máy, sau đó điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ, máy sẽ tự động tráng bánh trong dây chuyền khép kín. Trung bình mỗi ngày sản xuất được 400 tràng, sản lượng tăng gấp nhiều lần, nhưng chất lượng thì lại không thua kém cách làm bánh tráng truyền thống. Trái khế chua rất thân thuộc và gần gũi với cuộc sống, được nhắc nhiều qua các câu ca dao, dân ca của chúng ta. Và loại trái cây dân dã này đặc biệt có nhiều tại đồng bằng sông Cửu Long, rất dễ trồng và cho trái quanh năm. Dân ạ, trái khế tuy là quen thuộc như vậy, nhưng mà như Thanh biết đó là có rất là ít người sử dụng trái khế để mà chế biến thành các món ăn vặt. Và có lẽ chính vì thế mà mứt khế xí muội, nước khế lên men của chị Tô Thị Cẩm Nhung ở phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ lại trở nên đặc biệt hơn. Chị Tô Thị Cẩm Nhung đã mày mò sáng tạo ra những sản phẩm chế biến chuyên sâu từ trái khế, từng bước hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp từ nguyên liệu có sẵn ở địa phương. Trước tiên là nó về cái những cái dưỡng chất trong đó, giống như là vitamin, vitamin A, vitamin E, vitamin B1, B2. Khoáng chất thì có rất là nhiều và rất là giàu kali. Thì bên với những cái thành phần của khế mang lại sức khỏe, thì mình mới tiếp cận và làm những sản phẩm. Chị Nhung cho biết, khế sau khi sơ chế sẽ được sấy lạnh để cho ra sản phẩm mứt khế với nhiều hương vị. Bình quân 1 ký khế tươi sẽ được 100 g mứt khế thành phẩm. Còn phần khế không đạt yêu cầu về mẫu mã để làm mứt sẽ được lên men tự nhiên thành sản phẩm nước khế dài khác. Do làm thủ công khá mất thời gian và thời gian bảo quản không lâu, nên chị Nhung đã liên kết với các doanh nghiệp áp dụng khoa học kỹ thuật để tạo ra sản phẩm an toàn và chất lượng. Thì tôi có ăn thử, thì thấy sản phẩm này rất là thơm ngon và có nhiều giá trị dinh dưỡng. Thì từ đó tôi với chị Nhung là có kết hợp và nghiên cứu ra những cái sản phẩm nó phù hợp với cái ý tưởng ban đầu của chị Nhung. Sản phẩm này chúng tôi đánh giá rất là cao thì mình có thể là thực hiện dễ dàng. Và cái sản phẩm cũng rất là đa dạng. Hiện chị Nhung đang tiếp tục mở rộng dùng nguyên liệu và được Dường Ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc hỗ trợ chuyển giao công nghệ để nghiên cứu công thức chuẩn cho từng sản phẩm, đồng thời tiếp tục nghiên cứu để đa dạng hóa sản phẩm từ khế. Thưa quý vị, qua ly là một trong những loại qua không thể thiếu của thị trường Tết. Tại Đà Lạt, vụ qua ly Tết, vụ qua quan trọng nhất trong năm của người trồng qua ly, đã vào vụ hơn tháng nay và không ít nông dân bày tỏ sự lo lắng cho mùa qua ly Tết. Sau đây là ghi nhận của Người đưa tin 24 giờ. Cứ khoảng tháng 10 hàng năm, nông dân làng qua Vạn Thành, thành phố Đà Lạt sẽ xuống giống qua ly phục vụ thị trường Tết. So với các loại qua khác, qua ly có vốn đầu tư lớn, mỗi sào khoảng 300 triệu đồng, trong đó củ giống chiếm vốn cao nhất. Năm nay người nông dân cũng chủ động hạn chế trồng ít lại để đảm bảo được cái tiêu thụ hết trong cái thị trường trong dịp Tết. Hiện củ giống qua ly trồng tại Đà Lạt vẫn phải nhập khẩu từ Hà Lan. Trồng qua ly không khó nhưng cũng không dễ. Cây đặc biệt thích hợp với khí hậu Đà Lạt, phát triển mạnh và màu sắc rực rỡ hơn các vùng khác, nên qua ly Đà Lạt rất được thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên, theo nhận định chung, thị trường qua tươi những tháng cuối năm kém sôi động so với những năm trước.
Các chuyên gia dự báo, sức cầu dịp Tết âm lịch năm nay chắc chắn sẽ thấp hơn so với các năm trước. Không chỉ qua ly, qua Đà Lạt nói chung cũng sẽ bị cạnh tranh với qua nhập khẩu. Ở phía Bắc như Hà Nội hoặc là một số tỉnh cũng có sản xuất hoa, rồi cái hoa nhập khẩu, cho nên cái thị trường hiện nay cạnh tranh hết sức gay gắt. Thì cũng mong bà con nông dân cũng như các doanh nghiệp với cái truyền thống, kinh nghiệm tập trung vào nâng cao cái chất lượng sản phẩm để chúng ta cạnh tranh bằng chất lượng và cái giữ vững cái thương hiệu hoa Đà Lạt, tập trung về nâng cao chất lượng nhưng mà phải giảm cái giá thành. Không tăng sản lượng mà tập trung đầu tư chất lượng, giữ thương hiệu hoa là hướng đi phù hợp với những thay đổi trên thị trường qua Tết. Tuy nhiên, ngay cả khi đã giảm sản lượng, nhiều nhà vườn vẫn thấp thỏm lo âu, nhất là khi trồng hoa ly có chi phí đầu tư cao, dù rằng nông dân luôn tìm cách thích ứng. Thưa quý vị và các bạn, không khí lạnh mạnh tác động tới Lào Cai khiến cho nhiệt độ ở các khu vực giảm sâu, rét đậm, rét hại bao phủ diện rộng. Giải pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi trong những ngày nhiệt độ xuống thấp như hiện tại là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của các địa phương vùng cao. Để phòng chống đói rét cho đàn gia súc, người dân huyện Bát Sát của tỉnh Lào Cai đã trồng thâm canh cỏ voi và phát triển mô hình một chuồng nuôi nhốt, một kho rơm. Trước đây, khi thu hoạch lúa, người dân thường đốt bỏ rơm rạ. Còn giờ đây, họ đã thu gom, phơi khô và tích trữ trong kho hoặc trên gác mái các chuồng trại, làm thức ăn cho trâu bò trong mùa đông. Còn tại Sa Pa, địa bàn có nền nhiệt trung bình hàng năm thấp nhất tỉnh Lào Cai, ngay từ đầu mùa đông, người dân đã chủ động tích trữ thức ăn khô, trồng thêm cỏ voi và gia cố lại chuồng trại để đảm bảo phòng chống rét cho gia súc hơn 13.300 con. Theo thống kê của tỉnh Lào Cai, mùa đông này, trên địa bàn toàn tỉnh vẫn có trên 1.000 con gia súc không có thức ăn và trên 1.500 con gia súc không có chuồng trại, có nguy cơ bị chết đói, chết rét nếu xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, đồng thời cùng với nhân dân triển khai hiệu quả công tác phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi. Thưa quý vị và các bạn, share hay là chia đều là những từ mà các bạn trẻ thường nói với nhau sau những cuộc vui. Với nhiều người bạn trẻ thì cách sống sòng phẳng trong tiền bạc giúp mọi thứ rõ ràng hơn, công bằng hơn, không tạo áp lực cho bất kỳ ai cả. Vâng ạ, và theo quan điểm của Như Thanh đó, thì sòng phẳng thì không phải là không tốt. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, bởi vì trong một số mối quan hệ, một số tình huống thì quá sòng phẳng là dễ gây nên sự mất thiện cảm, trở thành cách sống thực dụng. Vậy thì sòng phẳng như thế nào là phù hợp? Vấn đề này sẽ được chúng tôi chia sẻ trong câu chuyện cuộc sống trưa nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Với nhiều người trẻ, sòng phẳng là cách sống công bằng, thoải mái, nhất là những mối quan hệ tình cảm. Vấn đề tiền bạc thường nghiêng về phía người nam, thì hiện nay, nhiều người cũng dần loại bỏ suy nghĩ này, ưu tiên sự sòng phẳng, không đè nặng áp lực cho bản thân và đối phương. Đó là cách họ tôn trọng và gìn giữ mối quan hệ. Chơi với bạn bè hoặc người yêu, tôi đều chia tiền sòng phẳng để cả hai cảm thấy thoải mái nhất. Mình không có thích cái cách mà mọi người ăn xong thì tranh giành nhau trả tiền. Có thể cái người đó quý mình á thì người ta trả, nhưng mà trả một hai lần thôi. Còn lại thì mình vẫn thích là mọi người chia đều tiền cho nhau hơn. Tôi nghĩ là tiền bạc là một vấn đề khá là nhạy cảm. Bạn bè cho dù có thân đến đâu thì cũng phải nên rõ ràng và sòng phẳng với nhau. Người trẻ thường chi tiêu theo cảm xúc, điều này đã mang lại nhiều hệ lụy về tài chính. Thế nên khi họ sòng phẳng trong vấn đề này là khi họ biết quản lý chi tiêu cũng như có kế hoạch kiểm soát tài chính cá nhân. Người sòng phẳng là người ý thức được giá trị của đồng tiền, của bản thân và của những người xung quanh. Họ tôn trọng và muốn sử dụng tài chính vào đúng người, đúng việc. Ngoài ra, tài chính có mối tương quan mật thiết đến cảm xúc và cuộc sống của một người. Sống sòng phẳng còn giúp gỡ bỏ những áp lực về tài chính, sự cả nể, sĩ diện, tạo tâm lý thoải mái, công bằng. Đó cũng là yếu tố duy trì mối quan hệ một cách lành mạnh, bền vững. Theo lối sống đô thị, thì mỗi cái người trẻ họ phải hiểu được cách sử dụng tiền, họ phải cân đối số tiền của họ. Vấn đề quản trị đồng tiền nó rất là quan trọng, và nếu như cái sự sòng phẳng đó sẽ giúp cho bền lâu, ngay cả không chỉ cho bạn bè, mà ngay cả cho vợ chồng, thì rõ ràng là mặc dù vợ chồng đã là tài sản chung nhưng mà vẫn có những cái khoản riêng để mỗi người tự được cái chi xài. Nói như vậy ta thấy là tầm quan trọng của cái việc là quản lý đồng tiền, và mọi người phải tự chủ đồng tiền.
thì cái việc đó trong quan hệ, trong gia đình cũng như trong xã hội nó sẽ được bền hơn. Nhưng cái từ sòng phẳng thì người lớn nghe thường hay bị dội, thực ra không có gì là xấu cả. Chúng ta cần biết chia sẻ với nhau, ví dụ như cùng đi ăn chung, nhưng mà đã cùng đi ăn chung với nhau mình cùng trả là chuyện bình thường mà. Hay là các chi phí trong gia đình đi, vợ chồng phải công bằng, phải cùng nhau chi trả, đừng để gánh nặng cho chồng, cũng đừng để gánh nặng cho vợ, cũng là điều bình thường mà. Rồi trong quan hệ đồng nghiệp cũng thế, chúng ta cùng làm ăn chung, cùng đi chơi chung, cùng có những cái chi phí chung thì chúng ta chia ra, thì mỗi người một chút, không ai làm gánh nặng cho ai. Tôi cho rằng chuyện tiền bạc càng minh bạch, càng rõ ràng, càng công bằng thì càng tốt. Đa số chúng ta thường nhạy cảm khi nói đến tiền bạc. Vì thế, để sòng phẳng đi đúng với bản chất của nó, chúng ta không nên có cái nhìn cứng nhắc mà cần có sự khéo léo, đánh giá hoàn cảnh và đối tượng chúng ta đang tiếp xúc. Quản lý đồng tiền và văn hóa sống phải kết hợp với nhau thì cuộc sống mình hạnh phúc. Chứ nếu mình chỉ học cách đồng tiền và mình cứ sử dụng tiền như là một cái người tính toán trong doanh nghiệp là thu chi cân đối, phân chia đầy đủ thì cái sử dụng tiền cân đó nó chưa gọi là cái sòng phẳng cho đúng ý nghĩa cuộc sống. Để ăn uống mà mình cứ bắt mọi người phải chia đều hết, trong khi có những người bạn có hoàn cảnh khó mà trong khi bữa tiệc đó có khi nó lại cái mức là cao hơn cái mức trung bình, thì rõ ràng phải có những người mà ta gọi có điều kiện tốt hơn lên tròn một phần. Đó là cái ta nói là cái sòng phẳng đơn giản nhất. Cái mà cao hơn nữa là giữa mối quan hệ bạn bè, mối quan hệ với gia đình, với người thân. Thì nếu như mình có một điều kiện khá hơn thì không phải lúc nào mình cũng là phần ái nó giữ, mà đôi khi mình phải hỗ trợ bạn bè, hỗ trợ người thân. Sự sòng phẳng đó nó vừa làm cho các mối quan hệ được tồn tại lâu dài, vừa là cũng là để cho nhau thoải mái, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải biết là khi nào thì chúng ta nên biết điều với nhau. Đừng sòng phẳng quá, cái việc gì cũng chia ra thì không nên. Vợ chồng hay bố mẹ hay con cái hay bạn bè thỉnh thoảng cũng mời nhau ly nước đâu có gì khó, mời nhau bữa cơm đâu có gì khó, đâu cần cứ phải đi qua đi lại, cứ phải trả qua trả lại. Chúng ta không có nên xét đoán quá. Nhưng mà tôi rất là mong là mọi mối quan hệ nó phải được minh bạch rõ ràng. Từ bắt đầu mọi việc, trước khi mình làm gì cùng nhau, mình hãy thống nhất với nhau về chuyện tiền bạc rõ ràng. Như vậy nó vui hơn. Chọn cách sống sòng phẳng không chỉ vì lợi ích của bản thân, mà còn vì muốn bảo vệ và duy trì mối quan hệ. Bởi cuộc sống hiện đại, mỗi người đều có những áp lực riêng về tài chính. Sòng phẳng là cách chúng ta gỡ bỏ cho bản thân và những người xung quanh những gánh nặng không cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên sòng phẳng, thể hiện theo cách ăn đồng, chia đủ. Đặc biệt đối với người thân, nên là sự sẻ chia, gánh vác cùng nhau. Cảm giác được thấu hiểu và san sẻ trong vấn đề tiền bạc sẽ khiến mỗi người thêm trân trọng và gìn giữ mối quan hệ đang có. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long, và sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo. Cháy lớn tại tiệm rửa xe ở Lào Cai thiệt hại nhiều tài sản. Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hơn 50 tỷ đồng. Đặc sắc màn trình diễn dưới nước của ông già Noel ở Viện Hải Dương Học Nha Trang. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Vào khoảng 21 giờ 45 phút tối qua, một đám cháy lớn bất ngờ bùng lên tại tiệm rửa xe trên đường Trần Phú thuộc phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai của tỉnh Lào Cai. Bước đầu thì cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân là do chập điện. Nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt dập lửa. Đến 22 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo ghi nhận, nơi xảy ra cháy là tiệm rửa xe ô tô và xe máy do anh NVT trú tại thành phố Lào Cai làm chủ. Vụ cháy không gây thương vong nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch hơn 50 tỷ đồng và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Cơ quan công an xác định đường dây này do hai đối tượng gồm Lê Chí Tuấn, 38 tuổi và Mai Phước Ngọc, 30 tuổi, cùng trú tại thành phố Đà Nẵng cầm đầu. Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, lực lượng chức năng đã đồng loạt bắt khẩn cấp Tuấn Ngọc về hành vi tổ chức đánh bạc và Quỳnh Văn Trường, 54 tuổi, Lê Văn Nam, 43 tuổi, cùng trú tại thành phố Đà Nẵng về hành vi đánh bạc. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thu giữ tang vật gồm 5 điện thoại di động, khoảng 200 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ bóng đá trong hơn một tháng với tổng số tiền giao dịch hơn 2 tỷ đồng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận khoảng tháng 1 năm 2023 đến khi bị bắt giữ, Tuấn Ngọc đã liên lạc với một đối tượng chưa rõ lai lịch để lấy tài khoản cá độ với giá là 30.000 đô la Mỹ. Sau đó sử dụng tài khoản này để thực hiện đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định số tiền giao dịch của đường dây này là hơn 50 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đàm Văn Tuyên, sinh năm 1990, trú tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin ban đầu năm 2021, Tuyên đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi đăng thông tin lên các hội nhóm trang mạng xã hội để trao bán nhiều sản phẩm nông nghiệp và một số mặt hàng khác. Khi khách có nhu cầu mua hàng, Tuyên yêu cầu chuyển tiền đặt cọc qua tài khoản ngân hàng. Khi đã nhận được tiền, đối tượng này viện ra nhiều lý do để yêu cầu khách hàng tiếp tục chuyển tiền, sau đó chặn liên lạc. Với thủ đoạn này, từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt giữ, Tuyên đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền đặt cọc của 3.109 bị hại trên cả nước với số tiền gần 12 tỷ đồng. Bình luận sai sự thật trên mạng xã hội về vụ việc phát hiện một xác chết tại thành phố Hà Nội, một phụ nữ ở thị xã Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam vừa bị xử phạt 5,5 triệu đồng. Trước đó, Công an thành phố Hội An phát hiện tài khoản mạng xã hội của PTH trú tại thị xã Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam đăng tải một số bình luận không đúng sự thật, xuyên tạc liên quan đến vụ phát hiện một xác chết xảy ra tại địa bàn phường Thanh Hà, thành phố Hội An trong thời gian gần đây, gây nguy cơ mất an ninh trật tự. Công an thành phố Hội An đã mời H đến làm việc. Người này đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự giác gỡ bỏ nội dung bình luận đăng trên mạng xã hội. Không cưỡi xe kéo tuần lộc, không chui ống khói, một ông già Noel đã bơi lặn dưới nước chơi đùa cùng những sinh vật biển đầy màu sắc tại viện Hải dương học thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là hoạt động đặc biệt được tổ chức để chào đón Giáng sinh năm nay. Tiếp nối thành công của chương trình Múa lân dưới nước dịp Trung thu vừa qua, đội ngũ của Bảo tàng Hải Dương Học đã nghĩ ra ý tưởng để làm chương trình nhân dịp Giáng sinh. Nhiều du khách đã tận mắt chứng kiến màn trình diễn dưới nước của ông già Noel và các nhân vật quen thuộc trong dịp Giáng sinh lần đầu tiên được tổ chức tại đây. Xung quanh là thế giới sinh vật biển đủ màu sắc, tạo nên khung cảnh đẹp mắt, khiến cả người lớn và trẻ em đều thích thú. Để tăng thêm phần sinh động cho tiết mục, các nhân vật đã thực hiện nhiều động tác nhào lộn, nhảy múa, tương tác chụp ảnh cùng du khách. Chương trình sẽ diễn ra đến ngày 25 tháng 12 tới. Trước thêm Giáng sinh thì nhiều nơi ở Hà Nội được trang trí rực rỡ, nhất là tại phố Hàng Mã, Hàng Đào. Không khí lễ hội đang tràn ngập khắp các đường phố ở thủ đô. Phố Hàng Mã đón lượng lớn khách trong 2 ngày cuối tuần vừa qua. Dù thời tiết giảm xuống sâu, cũng không ngăn được người dân xuống phố mua sắm chuẩn bị đón Giáng sinh. Những món đồ trang trí xinh xắn, rực rỡ sắc màu được bày bán khắp nơi. Nhà thờ lớn là địa điểm đang thu hút người dân và du khách đến đón Giáng sinh sớm. Dự kiến cuối tuần này, nhà thờ lớn cùng với hàng loạt nhà thờ khác trong thành phố sẽ đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan và đón Giáng sinh, đặc biệt vào đêm 24 tháng 12. Còn tại tỉnh Lào Cai, thưa quý vị, những ngày này thì những cây mai anh đào trên đồi chè Ô Long ở thị xã Sapa đã nở sớm và đúng vào đợt lễ Giáng sinh và năm mới. Điều này giúp cho Lào Cai trở thành một trong những điểm đến thú vị trong kỳ nghỉ sắp tới. Nằm trên độ cao khoảng 1.800 m so với mặt nước biển, đồi chè Ô Long được chăm coi bởi những người Hơ Mông bản địa. Đồi chè cách trung tâm thị xã Sapa khoảng 8 km. Vì nằm trên cung đường chính tới đèo Ô Quy Hồ, nên đồi chè Ô Long còn có tên gọi khác là đồi chè Ô Quy Hồ. Thời điểm ngắm qua đẹp nhất là lúc sáng sớm, khi mặt trời vừa nhô ra khỏi dãy núi, nắng chiếu xuyên qua làn sương trắng, thắp sáng đồi chè. Từ 15 đến 17 giờ cũng là thời gian đẹp để tham quan chụp ảnh tại đồi chè Ô Long. Sự hòa quyện giữa màu xanh mơn mởn của lá chè non với màu phớt hồng của hoa và lá mai anh đào giữa không gian thoáng đạt, yên tĩnh, đem lại cho du khách cảm giác vô cùng thoải mái.
Và đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập trang web www.thvnli.vn hoặc tại ứng dụng THVNLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ, xin được thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.